Những ngày giáp Tết Dương lịch, nông dân trồng dứa chuyên canh tại huyện Tân Phước nằm trong vùng Đồng Tháp 10 phấn khởi bởi giá dứa tăng mạnh. Cụ thể, giá dứa thương phẩm loại 1 được thương lái thu mua đến 11.000 đồng trên 1kg, cao nhất từ trước đến nay. Loại 2, loại 3 cũng có giá từ 8.000 đồng đến 9.000 đồng trên 1kg, cao hơn tháng trước khoảng 1.000 đồng trên 1kg. Với giá này, mỗi hecta dứa, bà con đạt giá trị sản xuất đến khoảng 200 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi trên 100 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phước Trần Hoàng Phong cho biết, trong năm 2023, giá dứa luôn đứng ở mức cao, bình quân từ 9.000 đồng đến 10.000 đồng trên 1kg. Thời điểm giáp Tết Dương lịch, giá dứa tăng mạnh, cao gần gấp đôi năm trước, giúp nông dân vùng chuyên canh tăng thêm nguồn thu nhập nên cuộc sống ổn định. Để chủ động phòng chống kiểm soát tốt dịch bệnh động vật, bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ký văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan chuyên môn quản lý giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở thu gom, giết mổ gia cầm, gia súc, tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tiêu thụ tại địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, chỉ đạo huy động các nguồn lực trên địa bàn tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, đẩy mạnh việc tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn thịt, thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các địa điểm tập kết, vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch vận chuyển ra vào địa bàn tỉnh. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 ngày 21 tháng 12, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, năm 2024, ngành thủy sản đặt mục tiêu tổng lượng thủy sản đạt gần 9,22 triệu tấn, tương đương so với ước thực hiện năm 2023. Trong đó, số sản lượng khai thác khoảng 3,54 triệu tấn, giảm 8,3% so với năm 2023. Sản lượng nuôi trồng 5,68 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 9,5 tỷ đô la Mỹ. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh nguồn lợi hải sản suy giảm. Ủy ban châu Âu EC tiếp tục giữ cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản khai thác, nhu cầu nhập khẩu của các thị trường chưa có dấu hiệu hồi phục. Nhận diện khó khăn và dự kiến việc triển khai nhiệm vụ năm 2024, các ý kiến cho rằng doanh nghiệp thủy sản đã chuyển dần tư duy từ sản xuất sang tư duy kinh tế thủy sản tập trung, phát triển thị trường, sản xuất sản phẩm đặc thù, kết hợp nhiều lĩnh vực, ngành nghề, tạo thành liên kết chuỗi sản phẩm thủy sản. Giá cà phê hôm nay 22 tháng 12 trong khoảng 69.000 đến 69.700 đồng trên 1kg. Tại Lâm Đồng, cà phê được thu mua với mức giá 69.000 đồng trên 1kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 69.600 đến 69.700 đồng trên 1kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 69.700 đến 69.900 đồng trên 1kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 69.500 đến 69.600 đồng trên 1kg. Trên thế giới, Robusta sau một phiên điều chỉnh tiếp tục tăng lên mức cao nhất lịch sử. Đã tăng được hỗ trợ bởi thông tin Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa đưa ra báo cáo hạ sản lượng Robusta toàn cầu từ 78 triệu bao xuống 74,1 triệu bao.